Tập 7. Người tinh sinh. Cô là ai? Sao cô lại tìm được tôi? Anh ấy chỉ chạm nhẹ vào tay mình thôi. Sao tim của mình lại đập nhanh thế này? Tôi đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được cậu đó. Nói đó không nhầm, hiện ảnh đã bị cậu khống chế rồi đúng không? Nhưng mà yên tâm, tôi không thích đánh nhau giống như tinh lùn đó. Chỉ là đến đây để hỏi cậu vài câu thôi. Cô cũng là người của tập đoàn Hiền Võ sao? Vốn dĩ Long Thành luôn nằm ở trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao cậu có thể có được tu vi khiếu kỳ trong thời gian ngắn như vậy? Còn trở thành phú hào tấp đầu của Long Thành? Hoặc là nói sau lưng cậu rốt cuộc là ai? Xem ra lại có một cô gái trúng chiêu rồi. Diễm phúc của tiểu tử này thật là không mỏng. Tại sao tôi phải nói cho cô? Chả cô cũng biết ở bên cạnh tôi có trưởng môn thần ẩn môn chứ. Cô không đánh lại cô ấy đâu. Đúng là tôi không đánh lại. Nhưng bây giờ cô ta vì đỡ không bảo loạn thứ tự thất tình lục dục nên sẽ không đến gặp cậu đâu. Cô vẫn luôn nghe lén. Tiểu Hủy, chúng ta đi. Một tên xuất hiếu kỳ thì không thể nào mà đánh lại hóa thần kỳ như tôi được. Ngọn ngọn nói cho tôi nghe, rốt cuộc cậu đã gặp được cái gì thì đều tốt với cả hai người. Tại sao tôi phải tin cô? Cô làm sao đảm bảo sau khi tôi nói rồi cô sẽ không giết tôi? Sao là cảm giác trên người anh ấy càng ngày càng thơm? Yên tâm, tôi không nỡ giết cậu. Huống hồ gì nếu như cậu không nói, đợi lát nữa Thẩm Mạc và Vân Vũ Tinh đến, cậu mới tử vong tính xã hội thật sự. Cậu có ý gì? Xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao nhưng cứ muốn. Tiểu Hỷ, cậu bắt đầu thích tôi từ bao giờ vậy? Tiểu Hỷ, cô bình tĩnh lại đi. Đây là tác dụng của nước hoa ý lộn tình mơ kia thôi. Tôi và cô đều trúng chiêu rồi. Chẳng phải cậu biết loại nước hoa này chỉ có tác dụng với người lưỡng tình tương duyệt thôi à? Chỉ cho cũng vẫn là hai người tình đầu ý hợp đi. Tiểu Hỷ, chẳng phải trước đây cô rất ghét tôi sao? Cô thật sự thích tôi sao? Tôi cũng không biết nữa. Thật ra từ sau khi tôi biết anh là người tiên sinh xong thì không còn ghét anh nữa. Sau đó nhìn thấy quan hệ giữa anh và tiểu thư ngày càng tốt lên, tôi cũng thật lòng vui thay hai người. Có thể là vì quá vui nên tôi phát hiện trong lòng mình lại có chút cảm giác chua chua. Thậm chí có lúc đố kỵ vì anh và tiểu thư quan hệ quá tốt. Tôi biết tôi có ý nghĩ này là không nên, vì vậy vẫn luôn đè nén bản thân. Tôi chuẩn bị giấu ý nghĩ này vào trong tim vĩnh viễn, không để anh biết được. Như thế này chẳng phải rất tốt sao? Có người tôi ghét nhất là đè nén che giấu đó. Mỗi người đều nói hết cảm nhận chân thật trong lòng ra, đều tốt với cả hai người. Lâm Sơ trong nội tâm của cậu chẳng phải cũng đã thích cô ta từ lâu rồi sao? Cô đang nói cái gì vậy? Lời này của cô rất dễ gây ra hiểu lầm đó. Tôi nói không đúng sao? Vậy mời cậu nói cho tôi biết, tại sao ngay khi cậu phát hiện ra nguy hiểm, Lãnh Lỗ chọn đi vào phòng Tiểu Hỷ chứ không phải phòng Sơ mà? Chẳng lẽ không phải trong tiềm thức của cậu đã chứng minh rằng Tiểu Hỷ càng đáng tin tưởng hơn à? Tôi... Đừng tìm lý do nữa, cậu không lừa được tôi đâu. Ký ức nhà tâm lý học, cô ta nói không sai. Hành vi tiềm thức luôn luôn đại diện cho cảm nhận chân thực nhất trong nội tâm. Có lẽ mình thật sự đã coi Tiểu Hỷ thành người mà bản thân tin tưởng nhất trong vô tình rồi. Nghĩ kỹ, đúng là Tiểu Hỷ là người biết nhiều bí mật nhất của mình, là người đã cùng mình trải qua nhiều nguy hiểm nhất. Ngay rồi, tác dụng của nước hoa càng ngày càng mạnh rồi. Ngay cả bản thân mình cũng bị chịu ảnh hưởng rồi. Không được,
Mình là người đã kết hôn rồi. Lâm Sơ nói cho tôi mọi bí mật của cậu đi. Nếu không tôi nhất định sẽ khiến hai người gạo nấu thành cơm ở đây luôn. Đến lúc đó cậu cảm thấy nếu như mà Thẩm Mặc và Vân Vũ Tinh nhìn thấy bộ dạng đó của hai người rồi, bọn họ sẽ làm gì đây? Được rồi, có như cô giỏi, tôi nói cho cô với cô hết là được rồi. Mọi chuyện bắt đầu từ đêm tôi kết hôn với Thẩm Mặc. Có một cô gái đột nhiên đến tìm tôi, dùng phương thức truyền linh lực cho tôi ký ức của một vạn linh hồn. Cậu nói tôi là người tình kiếp trước của cô ta. Một vạn linh hồn? Mạnh thế, đó là ai? Lúc đó tôi cũng không biết. Đến sau này khi tôi gia nhập vào một tổ chức tên là Kỳ Nhân Hội, mới biết cô ta là nữ thần sáng thế mà tổ chức đã sẵn sùng bái. Eva, cậu nói nữ thần Eva là vợ kiếp trước của cậu. Sao vậy? Cô cũng vì cô ấy sao? Sao lại là cô ta? Chẳng lẽ là cô ta cũng đến đây để đối phó với Hiền Vũ? Tôi phải nhanh chóng báo cáo tin tức này với tập đoàn. Hả? Người đâu? Hả? Em phải ngủ đi. Anh có muốn không? Rốt cuộc là mình nên làm thế nào? Còn do dự gì nữa? Cơ hội như này đời người có được mấy lần? Mày nghĩ cái gì vậy? Nhanh đi đi, mày là người đã kết hôn rồi đi. Sao vậy? Chẳng phải anh cũng thích em sao? Vì vậy mới bị nước hồ kia ảnh hưởng à? Đúng là tôi thích cô. Đây là sự thật không có cách nào mà đã thay đổi. Nhưng tôi không thể đưa ra quyết định vì cô đang bị ảnh hưởng bởi nước hoa được. Đó là lợi dụng lúc người ta khó khăn. Mưa rồi à? Đúng lúc mình có thể mượn cơ hội này bình tĩnh lại. Không ngờ một đa nam như mình lại có dũng khí từ chối cô ấy trong hoàn cảnh như vậy. Bên trên là tình báo liên quan đến Nghĩa Tiên Sinh mà tôi đã thu thập được. Tôi còn tập đoàn phái một trợ thủ có thể đấu lại Vân Vũ Tinh đến đây. Ít nhất cũng phải bán thần cấp. Đã rõ, tôi sẽ phái Hiền Minh đi tìm cô. Hai người đã ra ngồi cả rồi. Wow, lại còn là câu chuyện tình yêu đơn thuần nữa chứ. Tại sao anh lại ra đi? Chẳng phải anh cũng thích em sao? Đúng là tôi thực sự thích sự thông minh, lương thiện của cả tính cách của cô. Nhưng lúc nãy tôi cũng nói rồi, vì nước hồ ý lộn tình mơ nên cô mới nói như vậy với tôi. Nếu như tôi là thì rất không công bằng với cô. Nhưng nếu như không có nước hồ kia, em bình thường thì làm sao mà dám tỏ tình với anh chứ? Bởi vì em thật sự rất thích anh. Bây giờ ở đây cũng không còn bị nước ho ảnh hưởng nữa rồi. Vì vậy anh nghe cho kỹ đi. Em, Triệu Tiêu Hỷ, muốn đưa tất cả mọi thứ của mình cho người mà em thích. Cho dù người đó tương lai có ở cạnh em được hay không, chỉ còn lúc này người đó cũng thích em, thế là đủ rồi. Nội tâm của anh nói cho em biết, anh cũng thích em. Hoặc là anh hãy coi bản thân anh hiện giờ là Nghĩa Tiên Sinh đi. Lâm Sơ là của tiểu thư, mà Nghĩa Tiên Sinh là của em. Đúng là phiền phức. Đỡ chị đây giúp hai đứa nha. Tiểu Hỷ, cô sao vậy? Yên tâm, chỉ là cô ta trúng phải hồ độc đất chết của tôi thôi. Chỉ cần cậu dùng linh lực trị thương là có thể giúp cô ta giải độc. Vì vậy đêm nay cậu phải ở cạnh cô ta một đêm mới được. Chị đây chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi. Đúng. Thứ em muốn cũng chỉ là một đêm nay thôi. Có được không? Nghĩ tiên sinh. Được, tôi hiểu rồi. Chúng ta vào phòng. Chuyện đó là lần đầu của em. Xin anh nhị nhà một chút. Bên ngoài trời mưa to quá, cô còn phải tắm nước nóng trước, nếu không sẽ cảm lạnh mất.
Thật sự sẽ bắt đầu rồi. Cô đã chuẩn bị xong chưa? Thôi mới quá. Hóa ra chính là cảm giác như thế này. Cảm giác giống như là cả người đang chìm trong biển lớn, thật sự kỳ diệu. Bây giờ tôi sẽ truyền linh lực cho cô. Hiệu quả còn tốt hơn là tiếp xúc tứ chi thân thể đơn thuần nhiều. Cô cảm nhận thử xem. Linh lực cường đại quá. Tôi cảm thấy tu vi của bản thân sắp đột phá rồi. Không biết cô có thể tăng lên được địa vị nào. Lúc đầu tôi cũng dùng cách này để tiến vào Nguyên Anh kỳ đấy. Chả không phải cô ấy tiến thẳng đến xuất khiếu kỳ chứ. Bởi vì thiên phú của cô ấy mạnh quá. Không ngờ Lâm Sơn này lại là người từng kiếp trước của Eva. Vậy thì không thể giết chết hắn đơn giản như vậy được. Nếu như lợi dụng tốt, hắn có thể là một công cụ quan trọng để mình giết chết Hiền Võ. Nếu như ta có thể nghĩ cách khơi dậy quyết đấu giữa hai nhân vật thần cấp và là Eva và Hiền Võ, vậy thì có thể kết thúc sớm con đường gián điệp của ta rồi. Thật sự là ta cũng đã ở cái tập đoàn Hiền Võ gì gì đó này lâu quá rồi. Thật đáng ghét cái tên Lạnh Băng này đến nhanh thật đó. Vân Vũ Tinh, ở đâu? Vân Vũ Tinh, ta giết. Nghi tiên sinh, cô làm tuân lệnh. Bây giờ tên tiểu tử thối đó chắc đang quần nhau với cô gái kia trong mưa nhỉ? Dứt khoát cho hắn thêm chút thời gian đi. Mình cũng nghĩ kỹ xem bước tiếp theo nên lợi dụng hắn thế nào để đối phó với tập đoàn Hiền Vũ. Thiên phú của Tiêu Hỷ cao thật. Thời gian một đêm linh lực đã gia tăng nhiều như vậy rồi. Nhưng mà cũng chứng tỏ rằng giống với lần ở cùng với Thẩm Mạc, chỉ có thật sự kết hợp lại với nhau mới là cái song tu thật sự. Mình bị làm sao vậy? Đừng sợ, đây là linh hồn xuất hiếu. Đây có nghĩa là em đã tu luyện đến tu vi xuất hiếu kỳ. Để tôi dẫn dắt em thích ứng từ từ. Ơi, người giết cô Hiền Ảnh ở trong tay cô sao? Anh cũng là người của tập đoàn Hiền Võ. Các người đúng là ám hồn bất tán. Giáo Hiền Ảnh rồi đi. Ở một đạo kinh lôi của ta thì ngươi sẽ thấy hắn ngay lập tức. Sợ Lâm Sơ vẫn chưa quay lại. Anh ấy lại đi đâu rồi? Sao ồn vậy? Bởi ngồi có chuyện gì sao? Ra ngồi xem. Hai người có nhìn thấy Lâm Sơ không? Không thấy. Cô là ai? Tại sao lại đứng trước cửa phòng Tiểu Hỷ? Nghe rồi, chính cung tới rồi. Nhưng mà vừa hay mình có thể lợi dụng cô ta đó uy hiếp, khống chế Lâm Sơ. Tôi à? Tôi đến tìm Nghị tiên sinh. Nơi này chật quá, có bản lĩnh thì chúng ta lên trời đánh nhau.
Có phải con muốn làm hại Nghĩa tiên sinh với Tiêu Hỷ không? Còn phải hỏi, nói nhiều với cô ta làm gì, trực tiếp ra tay đi. Tâm sáu gì tôi cũng là hóa thần kỳ, các cô tướng là ra tay là đánh bại được tôi à? Nghe tiên sinh, các cô em của cậu đều nằm ở trong tay tôi rồi. Chúng ta ra ngồi nói chuyện đi. Người phụ nữ này rất nguy hiểm, anh phải cẩn thận. Anh phải cẩn thận. Đây là giọng của Thẩm Mạc. Hiện giờ gọi tôi là Nghĩa tiên sinh. Cô ta đang ám thị tôi hiện giờ đóng giả thành dáng vẻ của Nghĩa tiên sinh sao? Trong phòng em có đồ của Nghĩa tiên sinh, em đi lấy cho anh. Sau khi thật sự xong tôi với Tiêu Hỷ, tôi cảm giác linh lực của mình cũng tăng cường lên rất nhiều. Chắc là không bao lâu nữa tôi cũng sẽ tiến hóa, sẽ tiến vào hóa thần kỳ thôi. Hóa thần kỳ không phải đơn giản như anh nghĩ thế đâu. Eva, tại sao tôi lại nghe thấy giọng nói của cô? Bởi vì tôi vẫn luôn nhìn theo anh. Nơi này là ẩn thế giới của cô. Là cô đã đưa tôi đến đây. Có muốn vào hóa thần kỳ không? Tôi có thể giúp anh. Trong não hải của anh cũng có ký ức của tu chân giả sao? Vậy thì chắc cũng rõ ràng tên gọi của từng giai đoạn tu vi khác nhau nhỉ? Đương nhiên là nhớ. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, sức khiếu, hóa thần, cũng gọi là phân thần, hợp thể, sâu hợp thể chính là độ kiếp. Người tu luyện độ kiếp thành công chúng ta gọi là lục địa thần tiên. Ví dụ lão đại của tập đoàn Hiền Võ Đại Đế là địa tiên đã độ kiếp thành công rồi. Nếu như sau khi Văn Vũ Tinh độ kiếp thành công cũng có thể trở thành địa tiên. Tôi nhớ Lý Ẩn nói sau địa tiên là thiên tiên, thần tiên, kim tiên. Vậy còn cô là tu vi gì? Tu vi của tôi không phải giai đoạn này của anh có thể hiểu được. Lúc nãy cô nói muốn giúp tôi tiến vào hóa thần kỳ. Không sai. Đối với một tu chân giả mà nói, hóa thần kỳ đại diện cho sức mạnh chân chính bắt đầu tiếp xúc đến thần minh. Cũng vì vậy, tu chân giả muốn vào hóa thần kỳ phải ảo hóa thành dáng vẻ của thần ma, trở thành tín đồ được coi trọng của thần ma. Đây là hàm nghĩa của cái gọi là hóa thần. Vì vậy mà hiền ảnh hóa thần ảnh ma, hiền diệu hóa thần cỡ vĩ hồ, đại diện rằng bọn họ đã trở thành tín đồ của ảnh ma và cỡ vĩ hồ. Thông minh, không hổ là người đàn ông tôi từng nhìn trúng. Chỉ cần anh nguyện ý trở thành tín đồ của tôi có thể dùng thần lực cường đại giúp anh trực tiếp đi vào hóa thần kỳ. Tại sao cô lại giúp tôi hết lần này đến lần khác vậy? Thật sự chỉ vì tôi là người yêu kiếp trước của cô thôi sao? Đương nhiên rồi. Tôi có thể có ý đồ xấu gì được chứ. Người của tập đoàn Hiền Võ chắc là sẽ tìm tới anh nhanh thôi. Anh cần biến bản thân trở nên mạnh hơn. Không cần đâu, tôi từ chối. Tại sao anh không muốn mạnh lên à? Đương nhiên tôi muốn mạnh lên. Chỉ là nếu như lần này tôi chấp nhận lực lượng của cô, lựa chọn cô trở thành đối tượng hóa thần, vậy thì vĩnh viễn tôi cũng sẽ không thoát khỏi sự khống chế của cô được. Đây mới là mục đích thật sự của cô đúng không? Anh cảm thấy tôi giúp anh là vì muốn khống chế anh sao? Phải nói là ngay từ đầu vì muốn khống chế tôi nên cô mới giúp tôi. Bởi vì tôi nhớ rất rõ ràng là vương hồn, người yêu kiếp trước của cô, từng làm chuyện phản bội mới bị cô đánh tan linh hồn. Không sai, anh còn thông minh hơn tôi vốn nghĩ nhiều. Chỉ là hình như anh đã quên, anh không có năng lực từ chối tôi.
Nghe rồi, năng lực của Eva mạnh hơn mình quá nhiều. Nơi này cũng là ẩn thế giới, mình hoàn toàn không thể đánh lại cô ta. Không đã, tại sao mình lại phải đánh bại cô ta? Anh muốn trốn? Anh tưởng như vậy thì tôi không bắt được anh à? Đừng ép tôi. Tôi mà ác lên thì ngay cả bản thân tôi cũng dám giết. Cho dù bây giờ cô có thể đánh bại tôi, cũng không thể vĩnh viễn không chơi tôi. Anh đang uy hiếp tôi. Không, không phải uy hiếp. Tôi chỉ muốn nói chuyện bình đẳng với cô. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng rồi thân ấy. Anh muốn nói gì với tôi? Nói cho tôi biết mục đích thật sự của cô. Anh nói không sai. Đúng là tôi muốn biến anh thành vương hồn. Đó là anh thật sự. Chẳng phải kiếp trước vương hồn đã phản bội cô sao? Tại sao cô còn cố chấp muốn biến tôi thành hắn như vậy? Bởi vì hắn là người đàn ông của tôi. Ôi xúc cảm này. Vì vậy mọi việc đều nằm ở trong kế hoạch của cô. Cho tôi ký ức vạn hồn. Nhìn tôi gặp được những đối thủ khác nhau, hết lần này đến lần khác đối diện với nguy cơ sinh tử, đến khi khôi phục ký ức của vương hồn. Cô đang tìm đàn ông ở đây sao? Rõ ràng đang nuôi cổ. Không sai, nhưng mà tôi sẽ không để anh chết đâu. Đừng quên, mỗi lần anh gặp phải nguy hiểm sinh tử, tôi đều sẽ cứu anh. Rút ra. Tôi đã liên kết linh hồn của anh với linh hồn của tôi rồi. Khi anh thật sự gặp phải nguy hiểm, tôi sẽ đích thân. Vừa hay. Tôi là Lâm Sơ, không phải Vương Hồn. Cảm ơn cô đã cho tôi cứu vạn hồn. Nhưng tôi vĩnh viễn cũng không biến thành một người khác. Hẹn gặp lại. Thái độ vênh váo của cậu bây giờ mới thật sự giống với người yêu cũ của tôi đó. Vương hồn, em sẽ khiến anh quay về bên cạnh em. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Khách sạn Sơ Mạc, phòng tiểu hỷ. Em giúp tôi mặc đồ luôn rồi. Đúng, em muốn giúp anh tiết kiệm ít thời gian, nên đã tự ý thay đồ cho anh. Làm tốt lắm. Có em bên cạnh đó, tôi thật sự rất yên tâm. Thời gian cũng dài rồi, tôi vào đi. Ôi, Nghị tiên sinh, cẩn thận, người phụ nữ này cô ta rất nguy hiểm. Hai, thả bọn họ ra, tôi muốn nói chuyện riêng với cô. Tại sao tôi phải nghe cậu? Cậu đừng quên, tôi được tập đoàn Hiền Võ phải tới giết cậu. Của cô ta cũng không tệ, nhưng mà hình như kém hơn của Eva một chút. Tôi cảm thấy cô không đơn thuần chỉ là người của tập đoàn Hiền Võ. Thả bọn họ ra đi, chúng ta nói chuyện riêng. Cô nam quả nữ, anh muốn nói gì với tôi? Nói đi. Tại sao cô lại nói tôi là không đơn thuần là người của tập đoàn Hiền Võ? Rất đơn giản, nếu như cô là người có tập đoàn Hiền Võ thì đã giết tôi từ lâu rồi. Không còn thiết phải tha cho tôi. Ký ức nhà tâm lý học còn thúc đẩy tình cảm giữa tôi và Tiêu Hỷ. Tôi nói chắc chắn cô đang muốn thông qua tôi đã đạt được mục đích nào đó. Thật ra, ngay từ giây phút đầu tiên gặp cô, tôi đã cảm thấy cô không giống cái địch rồi. Bởi vì cái địch không cần thiết phải dùng nước hoa gợi dục trực tiếp hạ độc, không phải nhanh hơn à? Cũng chính vì điều này tôi mới bằng lòng nói cho cô biết thân phận thật của tôi. So với cái đời, tôi cảm thấy cô giống là trợ thủ của tôi hơn. Muốn cô ý tôi thành trợ thủ, câu này cậu nghĩ ngây thơ quá rồi. Giờ bằng cái gì mà tôi phải giúp cậu? Tôi có thể đoán ra mục đích thật sự của cô là gì. Trên điểm này tôi nghĩ chúng ta giống nhau đấy. Mục đích gì? Cô làm trái mệnh lệnh của tập đoàn Hiền Võ, không giết tôi cũng không làm hại người bên cạnh tôi, chứng tỏ cô không muốn đắc tội tôi, muốn lợi dụng tôi để đối phó với một đối thủ lớn mạnh.
mà đối thủ của có thể khiến một hổ thần kỳ như cô cũng sợ. Tên là thực sự có thể nhìn ra ý nghĩ của mình sao? Cô muốn giết chết Hiền Võ đại đế, đúng không? Cậu đừng có nói bậy. Sao tôi có thể phản bội Hiền Võ đại đế được? Chẳng lẽ tôi nói sai? Vậy mời cô nói cho tôi biết, tại sao cô lại cứ giúp tôi như vậy? Đây không phải là phản bội sao? Đó là bởi vì tôi thích trai nam như cậu không được sao? Cậu là trai nam, tôi là trai nữ, chúng ta là trời sinh một cặp. Thật sự chỉ là vì thích tôi sao? Vốn dĩ tôi còn có một kế hoạch có thể giết chết Hiền Võ đại đế muốn chia sẻ với cô nữa. Như này thì thôi vậy. Đại Hiền đại đế là cao cấp thần tiên lục địa đó. Chẳng lẽ cậu có thể mời nữ thần Eva đến giúp giết hắn sao? Không cần cô ra tay, chỉ cần cô bằng lòng phối hợp với tôi, tôi có thể tiêu diệt hắn. Chỉ bằng cậu? Cậu xứng sao? Chỉ dựa vào một mình tôi thì đương nhiên không được. Nhưng nếu như tôi liên thủ với Vân Vũ Tinh sau khi đủ kiếp thì sao? Chuyện lý hai thần tiên lục địa mà không đối phó được với một mình hắn à? Thật sao? Cậu thật sự có cách cùng đổ kiếp với Vân Vũ Tinh sao? Nếu như vậy thì tương đương với chuyện cậu nhảy qua hố thần kỳ trực tiếp hố thành hố thần rồi. Cậu chắc chắn có thể làm được chứ? Tôi có ký ức của người đổ kiếp đi. Mặc dù có hơi mạo hiểm nhưng tỷ lệ thành công rất cao. Còn cô giúp đỡ, bây giờ cô đã bằng lòng thừa nhận mình với tôi đều là kẻ địch của Hiền Võ đại đế chưa? Không giả vờ nữa, tôi cũng ngã bài. Chỉ cần cậu có thể giết được Hiền Võ, bảo tôi làm gì cũng được. Lúc cần thiết, thậm chí tôi có thể tặng bản thân tôi cho cậu. Cô ta là muốn xuyên tạc ý của mình. Thiên địa vô cực, ngũ lôi oanh đỉnh. Sơ ý rồi. Vừa rồi nên tránh ra sớm hơn. Hai người kia là ai? Bọn họ biết bay sao? Các anh em đã thấy thần tiên đánh nhau bao giờ chưa? Tặng quà cho stream nào tôi đưa mọi người đến gần tiếp xúc với đại chiến thế kỷ này. Để tôi giúp anh. Nghe tiên sinh đâu? Yên tâm, ở đây. Thả pháp bảo của cô xuống. Nếu không tôi sẽ giết hắn ngay lập tức. Thả anh ta ra. Có chuyện gì cứ nói với tôi. Hỉ nộ buồn sợ yêu ghét dục, cảm xúc sợ hãi đã xong. Không được đến đây, nếu không tôi cũng sẽ giết hắn. Đừng làm hại anh ấy. Vân Vũ Tinh đúng là quan tâm Lâm Sơ thật đấy. Không ngờ mình cũng thật sự có thể khiến người phụ nữ lạnh lùng như cô ấy cảm thấy sợ hãi. 5 phút trước. Nói đi, cậu muốn tôi giúp cậu thế nào? Chắc cậu vẫn còn nhớ tôi cần giúp Vân Vũ Tinh thức tỉnh thất tình lục dục chứ? Dục vui giận buồn sợ yêu ghét thức tỉnh theo thứ tự vui giận buồn sợ yêu ghét dục. Bây giờ tôi đã hoàn thành vui giận buồn rồi, tiếp theo là sợ nhờ cô đi. Thời cơ chín mùa rồi, có thể ra đây đi, ra tay đi. Được. Ký ức thở trang điểm, thời gian gấp gáp, màu sắc vắng ra từ vào mẫu hình như không đúng lắm. Nhưng mà sao như vậy chắc là không nhìn ra đâu nhỉ. Tin hốt, hóa ra vị tiên nữ kia lại là người yêu của Nghị tiên sinh. Trời ạ, người yêu của Nghị tiên sinh đẹp quá, là Nghị tiên sinh, ngưỡng mộ quá. Đi, tôi đưa anh về lo món tiền trị liệu trước.
đuổi theo. Anh bị thương rồi, chúng ta vào bấm báo cho hiền võ đại đó trước đi, để ngày ấy đích thân giải quyết. Em trai thối, chị cũng chỉ có thể giúp em được đến đây thôi. Anh sao rồi? Nước suối ở đây có năng lực cầm máu và trị thương nhanh chóng. Cô đến gần một chút, tôi có một vấn đề muốn hỏi cô. Anh, sau này không được như vậy nữa. Vâng, chúng môn. Không, Vũ Tinh, em có yêu anh không? Vâng, chúng môn. Không, Vũ Tinh, em có yêu tôi không? Vết thương của anh thế nào rồi? Em cứ coi như đây là câu hỏi cuối cùng của trong cuộc đời tôi đi. Trả lời tôi được không? Tôi không biết anh. Vậy thì là yêu rồi. Từ nhỏ tôi đã được học đạo tu hành thanh tâm quả dục, không biết thế nào là yêu. Có một phương pháp đón tình yêu chính là trong thông qua nhịp tim đập. Khi một người đang ở bên cạnh người họ thích, tim sẽ đập rất nhanh. Sao mình nó có thích nhiều người như vậy nhờ? Nó có vợ rồi thích người này thích người kia. Ê dạ. Ví dụ tim của tôi bây giờ đang đập rất nhanh, em có thể cảm nhận thấy không? Dùng tay nghe không rõ lắm, tôi vẫn còn dùng hai dùng tay để nghe. Em nghe đi, tim của em cũng đang đập nhanh đó. Nghe như vậy ai chả muốn. Quả nhiên em cũng yêu tôi. Đương nhiên thật ra vì tôi đột nhiên ôm cô nên tim cũng mới đập nhanh đó. Ký ức tình thánh. Anh không bị thương. Đã lúc nào rồi, tôi có bị thương hay không có quan trọng không? Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc là em có yêu tôi không. Thật ra từ lúc tôi bị trúng nước ho cái thích, sau đó anh chủ động rời đi, không thừa cơ làm bậy, tôi cảm thấy tôi đã bắt đầu thích anh rồi. Đó chính là yêu trong lời người phàm nói sao? Đúng, yêu một người rất bình thường, em không còn ngại phải thừa nhận. Được, em thừa nhận em đã yêu anh rồi thì sao nào? Thích giận buồn rồi yêu ghét dục. Cái tiếp theo thì có hơi khó rồi. Phải thức tỉnh ác niệm của cô ấy. Nhưng mà cái chuyện này anh phải nói rõ với em, mặc dù anh rất yêu em. Nhưng mà anh không thể nào chỉ yêu một mình em. Ký ức ra năm. Anh nói cái gì? Tình yêu của anh phải chia đều cho những người sau. Vợ cả hỏi cưới đàng hoàng thẩm mạc. Vợ hai thân thiết nhất tiểu hỷ, tiểu tình nhân cao quay si quyền. Thiên kim bệnh kiều kỳ ái, sau đó mới là. Anh dám đồng thời yêu người như vậy sao? Còn sớp tôi là người cuối cùng. Ác ý của cô ấy mạnh quá đi, lần này mình nôn ra máu thật rồi. Anh vì giúp em nên mới nói như vậy thôi. Em nghe anh giải thích đã. Tôi không nghe. Trà Nam, phải chết. Thiên địa vô cực, ngũ lôi. Không, không đã. Lời anh vừa nói đều là lừa em thôi. Là muốn giúp em thức tỉnh thất tình lục dục mới nói như vậy. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Em quên rồi à? Đây mới là mục đích quan trọng nhất của anh mà. Nếu không tin, em có thể vào ẩn thế của em xem thử đi. Trên cái cây đó có phải treo đầy quá rồi không? Tạm thời tin anh một lần. Anh ta nói là thật. Anh ta thật sự đang giúp mình tìm lại thất tình lục dục. Thế nào? Vô dẫn buồn sơ yêu ghét. Có phở đã đầy rồi không? Đúng rồi, Lâm Sơ, cảm ơn anh. Những lời anh vừa nói là thật hay giả? Anh thật sự không yêu họ sao?
Đương nhiên là thật. Lúc này trong mắt anh chỉ có em. Tha thứ cho tôi không phải trai nam. Chỉ là vì khiến cô thất tỉnh nên tôi mới nói như vậy. Đây chính là cảm giác của dục tình sao? Chỉ cần hoàn thành điều này nữa là chúng ta có thể sử dụng công phu hợp hôn tông của thần ẩn môn độ kiếp song tu rồi. Yên tâm, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Một long thành nhỏ nhoi lại khó công kết đến vậy sao? Cứ tiếp tục như vậy chỉ có ta đích thân ra tay thôi. Có Văn Vũ tin là Nghị tiên sinh liên thủ, tôi và Hiền Minh đúng là không phải đối thủ của họ. Hay là đại đế đích thân xuất mã đi, nếu đã ép ta ra tay thì không chỉ loại bỏ hai bọn chúng. Ta muốn Lâm Sơ, Văn Vũ Tinh, thần ẩn môn, còn có cả Long Thành. Chuyện gì thế này? Lực áp bức này, đây chính là sức mạnh của lục thần địa tiên, lục địa thần tiên sao? Đều biến mất trên cõi đời này. Em vẫn không nên làm như vậy. Sao vậy? Em không có cách nào chấp nhận được bản thân mình như vậy, quá không phá phóng túng. Đây không phải là em. Từ nhỏ em đã được nuôi dưỡng như một người có nhiệm của thần ẩn môn. Sư phụ dạy em tuyệt tình tuyệt dục mới có thể lĩnh ngộ thành tiên chân đế. Nhưng anh lại khiến em thức tỉnh lại thất tình lục dục, khiến em biến thành cái bộ dạng bây giờ. Như vậy vẫn còn là em sao? Như thế này thì sao lại không phải là em chứ? Anh cảm thấy em bây giờ đáng yêu hơn quá khứ nhiều. Thật sao? Tình và dục vốn dĩ chính là thứ người sinh ra đã có. Em đem dục vọng chôn giấu dưới đáy lòng, lừa được người khác nhưng có lừa được em không? Em đang lừa mình sao? Quên quá khứ đi, chỉ cần làm chuyện mình thích là được. Làm như vậy thật sự có thể độ kiếp sao? Chỉ cần em thả lỏng, chuyện còn lại cứ giao cho anh. Nào, bây giờ vận hành tâm pháp hợp hôn tông của em đi, chúng ta cần bắt đầu rồi. Thời khắc đổ kiếp đến. Lời anh nói là thật. Đây thực sự là cách duy nhất để đổ kiếp. Nơi này chính là không gian đổ kiếp sao? Ở bất cứ trường hợp nào cũng bảo ngươi phải làm người rộng lượng. Ngươi phải cách xa lỗi người này ra, bởi vì hắn bị xét đánh sẽ liên lụy đến ngươi. Xin hỏi nơi này là nơi đổ kiếp sao? Đến đổ kiếp à? Điện vào bắn này trước đi. Đây là đổ kiếp hay là văn phòng thế? Đây là muốn mình viết ghi chép hồi ức à? Này, chúng tôi không có thời gian điền nhiều bản như vậy. Có cách nào nhanh hơn không? Bảo ngươi điền thì ngươi điền đi. Đây là thế giới của ta đó nhé. Là ngươi Vương Hồng tiên sinh. Không ngờ còn có thể gặp lại anh một lần nữa. Hai người quen nhau à? Cô từng gặp tôi. Đương nhiên, năm đó khi anh đổ kiếp tôi vẫn còn là một đứa bí mà. Tôi thấy cô bây giờ cũng là một đứa bí mà. Nói vậy thì năm đó tôi đổ kiếp thành công rồi. Không đúng, mình vậy và năm đó chẳng phải đã đổ kiếp thất bại sao? Ở chỗ tôi đương nhiên là thành công, chẳng qua tôi chỉ là một địa kiếp sứ giả. Anh có ăn không? Không, không cần đâu. Nghe nói anh đã thất bại chỗ nhân kiếp linh hồn cũng bị đánh thành mảnh vụn. Tôi còn tưởng không bao giờ gặp được anh nữa chứ. Đổ kiếp này còn phải mất mấy lần sao? Đúng vậy, đổ kiếp chia thành địa kiếp, thiên kiếp, nhân kiếp, lần lượt tương ứng với thiên vị là địa tiên, thiên tiên, chân thần. Năm đó anh tu luyện đến vị trí kim tiên chí tôn trong thiên tiên, cách chân thần chỉ thiếu một bước. Nói vậy thì năm đó mình vị và thất bại vào lúc muốn thăng cấp từ thiên tiên lên chân thần. Được, không nói nhiều nữa. Muốn trở thành địa tiên thì phải làm gì? Đánh bại cô sao? Không phải đánh tôi, xem ra anh thật sự đã không còn nhớ ký ức trước đây nữa rồi. Vậy thì tôi cũng chỉ đành đưa ra nhiệm vụ theo quy trình thôi.
Trở thành địa tiên có nghĩa là phải thoát khỏi nhục thể phàm thai. Có cái thói tiên nhân bất tử là đối tượng biết bao nhiêu phàm nhân mơ tưởng.